Mời quý vị và các bạn theo dõi buổi truyền hình trực tiếp kết quả quay số mở thưởng vé xổ số truyền thống tỉnh Quảng Nam loại có 6 chữ số dự thưởng thứ ba ngày 31 tháng 5 năm 2022, ký hiệu QNA22 mệnh giá 10.000 đồng. Buổi quay số mở thưởng hôm nay, thành phần hội đồng giám sát xổ số gồm có đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, đại diện Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam, đại diện Thanh tra tỉnh Quảng Nam, đại diện Công an tỉnh Quảng Nam, đại diện Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam và cuối cùng là đại diện lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Quảng Nam. Đội quay số mở thưởng là các em học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Bây giờ là phần kiểm tra lồng cầu và các quả cầu. Các em lần lượt bỏ vào lồng cầu. Các quả cầu có số thứ tự từ 0 đến 9. Trước tiên là quả cầu số 0. Quả cầu số 1. Quả cầu số 2. Quả cầu số 3. Quả cầu số 4. Quả cầu số 5. Quả cầu số 6. Quả cầu số 7. Quả cầu số 8. Và cuối cùng là quả cầu số 9. Phần kiểm tra lồng cầu và các quả cầu đã xong. Sau đây là phần quay số lần lượt từ giải 8 đến giải đặc biệt. Chúc các bạn may mắn. Trước hết là phần quay số cho giải 8. Giải 8 được tính 2 lồng cầu và quay 1 lần. Lần quay số cho giải 8 bắt đầu. Kết quả của giải 8 gồm các số 9, tức là 99. Tiếp theo là phần quay số cho giải 7. Giải 7 được tính 3 lồng cầu và quay 1 lần. Lần quay số cho giải 7 bắt đầu. Xin được nhắc lại kết quả của giải 8 với các số 9, tức là 99. Kết quả của giải 7 gồm các số 7, 8, 3, tức là 783. Tiếp theo là phần quay số cho giải 6. Giải 6 được tính 4 lồng cầu và quay 3 lần. Lần quay thứ nhất cho giải 6, bắt đầu. Xin được nhắc lại kết quả của giải 7 với các số 7, 8, 3, tức là 783. Kết quả lần quay thứ nhất của giải 6 gồm các số 1, 0, 5, 0, tức là 1050. Lần quay thứ hai cho giải 6 bắt đầu. Xin được nhắc lại kết quả lần quay thứ nhất của giải 6 với các số 1, 0, 5, 0, tức là 1050. Kết quả lần quay thứ hai của giải 6 gồm các số 4, 7, 0, 4, tức là 4704. Lần quay cuối cùng cho giải 6 bắt đầu. Xin được nhắc lại kết quả lần quay thứ hai của giải 6 với các số 4, 7, 0, 4, tức là 4704. Kết quả lần quay cuối cùng của giải 6 gồm các số 8, 2, 2, 8, tức là 8228. Tiếp theo là phần quay số cho giải 5. Giải 5 được tính 4 lồng cầu và quay 1 lần. Lần quay số cho giải 5 bắt đầu.
Xin được nhắc lại kết quả lần quay cuối cùng của dãy 6 với các số 8, 2, 2, 8, tức là 8.228. Kết quả của dãy 5 gồm các số 1, 5, 9, 6, tức là 1.596. Tiếp theo là phần quay số cho dãy 4. Dãy 4 được tính 5 lòng cầu và quay 7 lần. Lần quay thứ nhất cho dãy 4 bắt đầu. Xin được nhắc lại kết quả của dãy 5 với các số 1, 5, 9, 6, tức là 1.596. Kết quả lần quay thứ nhất của dãy 4 gồm các số 3, 3, 1, 3, 6, tức là 33.136. Lần quay thứ hai cho dãy 4 bắt đầu. Xin được nhắc lại kết quả lần quay thứ nhất của dãy 4 với các số 3, 3, 1, 3, 6, tức là 33.136. Kết quả lần quay thứ hai của dãy 4 gồm các số 4, 5, 8, 5, 5, tức là 45.855. Lần quay thứ 3 cho dãy 4 bắt đầu. Xin được nhắc lại kết quả lần quay thứ 2 của dãy 4 với các số 4, 5, 8, 5, 5, tức là 45.855. Kết quả lần quay thứ 3 của dãy 4 gồm các số 4, 5, 0, 2, 2, tức là 45.022. Lần quay thứ 4 cho dãy 4 bắt đầu. Xin được nhắc lại kết quả lần quay thứ 3 của dãy 4 gồm các số 4, 5, 0, 2, 2, tức là 45.022. Kết quả lần quay thứ 4 của dãy 4 gồm các số 0, 8, 3, 6, 2, tức là 0.008.362. Lần quay thứ 5 cho dãy 4 bắt đầu. Xin được nhắc lại kết quả lần quay thứ 4 của dãy 4 gồm các số 0, 8, 3, 6, 2, tức là 0.008.362. Kết quả lần quay thứ 5 của dãy 4 gồm các số 4, 7, 4, 6, 9, tức là 47.469. Lần quay thứ 6 cho dãy 4 bắt đầu. Xin được nhắc lại kết quả lần quay thứ 5 của dãy 4 gồm các số 4, 7, 4, 6, 9, tức là 47.469. Kết quả lần quay thứ 6 của dãy 4 với các số 7, 7, 2, 7, 2, tức là 77.272. Lần quay cuối cùng cho dãy 4 bắt đầu. Xin được nhắc lại kết quả lần quay thứ 6 của dãy 4 với các số 7, 7, 2, 7, 2, tức là 77.272. Kết quả lần quay cuối cùng của dãy 4 gồm các số 0, 1, 6, 7, 0, tức là 0.001.670. Tiếp theo là phần quay số cho dãy 3. Dãy 3 được tính 5 lòng cầu và quay 2 lần. Lần quay thứ nhất cho dãy 3 bắt đầu. Xin được nhắc lại kết quả lần quay cuối cùng của dãy 4 với các số 0, 1, 6, 7, 0, tức là 0.001.670. Kết quả lần quay thứ nhất của dãy 3 gồm các số 6, 3, 6, 3, 7, tức là 63.637. Lần quay cuối cùng cho dãy 3 bắt đầu.
xin được nhắc lại kết quả lần quay thứ nhất của giải 3 gồm các số 6, 3, 6, 3, 7, tức là 63.637. Kết quả lần quay cuối cùng của giải 3 gồm các số 9, 8, 8, 7, 8, tức là 98.878. Tiếp theo là phần quay số cho giải nhì. Giải nhì được tính 5 lồng cầu và quay 1 lần. Lần quay số cho giải nhì bắt đầu. Xin được nhắc lại kết quả lần quay cuối cùng của giải 3 với các số 9, 8, 8, 7, 8, tức là 98.878. Kết quả của giải nhì gồm các số 2, 1, 1, 4, 4, tức là 21.144. Tiếp theo là phần quay số cho giải nhất. Giải nhất được tính 5 lồng cầu và quay 1 lần. Lần quay số cho giải nhất bắt đầu. Xin được nhắc lại kết quả của giải nhì gồm các số 2, 1, 1, 4, 4, tức là 21.144. Kết quả của giải nhất gồm các số 3, 7, 0, 3, 9, tức là 37.039. Bây giờ là phần quay số cho giải đặc biệt. Giải đặc biệt được tính 6 lồng cầu và quay 1 lần. Lồng quay số cho giải đặc biệt bắt đầu. Xin được nhắc lại kết quả của giải nhất gồm các số 3, 7, 0, 3, 9, tức là 37.039. Kết quả của giải đặc biệt gồm các số 0, 1, 0, 5, 8, 0, tức là 010.580. Xin được nhắc lại kết quả của giải đặc biệt gồm các số 0, 1, 0, 5, 8, 0, tức là 010.580. Ngoài ra còn có giải phụ đặc biệt dành cho những vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt và giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai một chữ số ở bất cứ hàng nào còn lại so với giải đặc biệt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi truyền hình trực tiếp kết quả mở thưởng vé xổ số truyền thống tỉnh Quảng Nam. Thân ái, chào tạm biệt.